hai xin chào buổi tối. Sức Sống 360 xin chúc cho quý cô chú anh chị cùng các bạn mọi điều tốt đẹp, bình an, gặp nhiều may mắn. Hôm nay Sức Sống 360 xin mời quý cô chú anh chị cùng các bạn xa xứ xa quê hương trong thời gian này không được trở lại Sài Gòn thì hôm nay cùng đi một vòng trên đường phố Sài Gòn với Sang nha. Đây là đường Hòa Bình thuộc phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Đường Hòa Bình thì đêm nay cũng vậy, cũng đông vui và nhộn nhịp như vậy nè. Việc kinh doanh thì vẫn bình thường thôi. Đây là hướng con đường mà mọi người đi thẳng sẽ ra ngã tư Bốn Xã. Đoạn này thì bị vắng vẻ lại nè. Ngay đây có cái tòa chung cư này cao cao. Cái nhà xem ở bên trong quán cũng là đông khách đó, chứ không có vắng. Và đến cái ngã tư mà có đèn tín hiệu hồi trước đó là ra đến ngã tư Bốn Xã rồi. Mọi người đi thẳng sẽ ra đường Lê Văn Quới. Cái nhà mà rẽ qua bên tay trái của mình đó, đó là sẽ đi về Tân Hòa Đông nè, về quận 6. Đi thẳng là đi về đường Lê Văn Quới, còn mọi người rẽ bên cái hướng xéo về bên tay trái sẽ đi về đường Hương Lộ 2. Hướng này mọi người đi về đường Hương Lộ 2 nè. Rồi sau sẽ đi bên đường này là đường Lê Văn Quới, thuộc ở Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Đến cái đoạn này là cũng gần đến khu vực chợ Lê Văn Quới á, thì bà con ban đêm ta vẫn bày bán hàng hóa bình thường nè, trái cây nè. Chợ này là có những cái xe hàng rong tự phát á, như vậy đó là nhiều lắm. Chỗ này thì xe cộ thì hơi thưa hơn chút xíu. bán đó là ốp lưng điện thoại, những cái phụ kiện cho các bạn gái đây nè. Và đây là đến cái đoạn của khu vực chợ Lê Văn Quới. Ban đêm thì mọi người ta buôn bán vẫn bình thường. Hàng hóa, trái cây rồi cũng nhiều á. Để xem cái tối nay giờ này mọi người nghỉ chưa ha. Dưa 1 kg 10.000 đồng. Đây ban đêm hàng hóa vẫn còn bày bán nè. Tội nghiệp nhất là mấy cái cô hàng tiểu thương nè, đáng lẽ tối này thì được nghỉ ngơi đó, nhưng mà họ vẫn buôn bán. Có thể là trễ chút xíu, 8 giờ ngoài không mới nghỉ. Và đặc điểm của chợ Tự Phát này á, chợ Lê Văn Quới này là có những xe hàng rong bán ở giữa đường như vậy thì đô thị nó cũng la, nhưng mà cuộc sống mưu sinh của họ 10.000 đồng 1 kg. Đi tiếp trên con đường này thì cả nhà xem nè, rau củ cá rồi vẫn còn bán ở ban đêm. Xịt trái cây. Trái cây thì có một số loại trái cây nè. Tiếp đến đoạn đường trước là mới vui, nhiều xe hàng rong nữa, chứ là bà con ta bày bán đồ cũng nhiều hơn nữa. Hột vịt lộn mang về 50.000 đồng chục. Đến đây ngày hoa, cái mùi mà hoa quế á, con quế thơm quá chừng luôn rồi. Bên trong đó bà con ta vẫn còn bán đồ nè. Giờ này tối rồi, cái này lúc là 7 giờ đó. Mà rau củ vẫn còn bán bình thường. Cô này bán xe mía để bên ngoài gì thì nó cũng cản trở lưu thông xe. Khi bên kia đường thì bà con vẫn còn bày bán đồ nữa đó. Đến đoạn này trái cây nhiều lắm anh. Trái cây bán đủ loại hết trơn á. Để xem đằng kia có bán cá ngoài đường trước kìa. Hình như giờ này còn cá biển à. Có gà, sả ớt. Cũng thấy thương bà con chứ. Cuộc sống mưu sinh tằn tảo thì cho mấy con này giờ ra đường rồi. Ở bên ngoài này thì xe thì nó cũng cản trở, nhưng mà cuộc sống của các cô mà biết sao vậy. Đi chợ ban ngày hay bên trong thì bà con bày biển cá nhiều lắm á, nhưng bây giờ cái đoạn này chỗ này dẹp bớt nè, dài bên trong thì cũng còn bán đồ nữa. Ở bên ngoài này thì cũng vui. Để sang đi quẹo vào trong đây cho mọi người xem nha. Hàng rau ban đêm này cũng đủ thứ rau hết trơn. Vẫn có hàng khô ban đêm cũng có bán nữa nè. Trong đây thì tập trung cá thịt, buổi sáng cũng bán, như là những cái gian hàng tạp hóa. Còn trong đây thì các hoạt động mua bán thì cũng la gai à. Đi thẳng đường này thì cả nhà sẽ đi ra đường Miếu Đôi. Đây là khu chợ mà bà con ta bày biện đồ bán trên một đoạn đường cũng dài dài á. Ban đêm thì có những món ăn chui sa, khoai lang, đậu phộng, món dân dã. Quá chừng bên trong giờ này còn tôm kìa, đủ các loại tôm á. Ban đêm này chắc có lẽ mọi người thấy không có rõ lắm á, vì chỗ này đèn cũng không được sáng lắm á. Sát một bên thì bà con bán rau củ với lại có cá nữa, vui ghê ha. Cũng tiện nếu mà đi trễ gì mà ở chợ cũng có bày biện đồ á, mình đi ra mình mua đồ về làm ăn cơm trễ cũng được. Thật ra thương bà con này ghê luôn. Xe trái cây nhỏ nhỏ. À, đến đây bên trong nè, có một con hẻm nè, bán cá rất là nhiều. Bên trong đó đủ hết thứ cá hết trơn ta. Cá lóc, cá biển. Wow. Nguyên người dân Hàn nữa nè. Đây là những cái sạp trái cây. Buổi tối này người ta thường người ta mang xuống cái lòng lề đường nhiều quán. Chôm chôm, xoài. Cái xoài đó bự quá, chừng bự luôn rồi. Đủ thứ trái cây ở đây trơn nè. Tủ bánh mì. Ngay chỗ này thì đèn không được sáng sủa lắm. Xe hàng gông. Có cả một xe chuối. Ngày đây có một cái bánh đóa xanh nè. Giày dép quần áo thời trang nó quá luôn rồi nè. Quần áo ban đêm cũng bán nhiều nè. Giờ này thấy bà con bán không hả? Người mua thì thích xỉu hả? Hầu như không thấy ai mua hả?